Thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì số người thương vong trong vụ đánh bom liên hoàn ở trung tâm thủ đô Mogadishu, Somali ngày 14 tháng 10 tiếp tục tăng nhanh. Giới chức Somali xác nhận đã có hơn 300 người thiệt mạng trong vụ tấn công này và dự báo số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng do nhiều người vẫn chưa được tìm thấy. Trong số khoảng 300 người bị thương, nhiều người đã được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ để điều trị. Vụ đánh bom liên hoàn ngày 14 tháng 10 được đánh giá là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Somali trong thập kỷ qua. Đến nay vẫn chưa có lực lượng nào nhận là thủ phạm.